bạn hãy nhấn like, chia sẻ clip và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn, Lan Anh và Phương Baby lại quay trở lại với các bạn rồi đây. Ngày hôm nay thì Lan Anh và Phương sẽ làm món cá nướng chui. Cá này là cá gì nhỉ? Cá quả nướng chui. Bây giờ thì ở cái mương này thì mình có hai con cá, thì mỗi chị em sẽ bắt một con nha. Phương bắt con này đi, chị bắt con này. Con của Lan Anh đã xong rồi, bây giờ Lan Anh sẽ bóc thôi nha. Các bạn xem nha. Wow. Wow. Khói bốc ra nghi ngút, ngon quá. Miếng đầu tiên Lan Anh sẽ ăn. Wow, miếng cá đã chín rồi các bạn. Mình sẽ bỏ đi muối nha. Bắt muối kiểu
cái vị ngọt rất là thanh khiết của con cá tươi. Ăn lên nữa mình cũng không tẩm ướp gia vị gì nhiều, mình chỉ cho thêm muối nữa cho vị của nó ngọt lắm các bạn ạ. Món ăn này nhá, các bạn cùng chờ đón xem.